Ủa mẹ nói nghệ ở đâu mà sao con thấy chơi trụi vậy nè? Con thấy cô gan khô khóc vậy? Nó nguội rồi. Ủa là nguội là mới ăn được hả? Ừ trời. Nó được mấy củ vậy nè. Nhiều không mẹ? Nhiều lắm. Ôi trời lên nè. Cái nè. Thì ra là trồng nghệ phải nguội hết rồi mới ăn được nha mọi người. Nè coi con thấy nó trồi trồi lên. Bên đó kìa, bên đó dễ khử. Bên đây hả? Đó 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 đó. À, ui nhiều quá. Nghệ nhà chồng mà mình để lâu quá mình không ăn có bị gì hả? Lên lại nữa. Quá. Vậy ngon đấy. Nhiều không? Nhiêu đây được rồi mẹ ơi, nhánh bột nè. Nhét cái này lại. Nghệ vàng ngon quá. Cái này nghệ gì mà màu đẹp quá mẹ. Nghệ của nhỏ nhỏ đau tử quá. Bữa nào mình lấy ngâm mật ong uống nè, mà ong gừng. Hả? Bắt đầu là đi chặt mía nha cả nhà ơi. Hôm nay là mẹ của Hương sẽ làm một cái món ăn liên quan tới mía nha. Đây mía nhà chồng luôn. Bình thường không có ăn gì hết trơn. Chờ cho nhiều xong bắt đầu là mẹ sẽ chặt xong rồi đi ra ngoài cái chỗ trong xóm Hương á, có người ta bán nước mía đó, rồi mình nhờ cái máy ép á mọi người. Mình thuê người ta ép á, rồi mình trả tiền công cho họ là được. Mía này ngọt dữ lắm luôn. Ngọt dữ lắm luôn. Này mà phải còn găng cỏ gì ha, là chặt mía vô, chặt khúc khúc làm mía lạnh ăn ngon nè. Giờ mình cứ xong rồi. Giờ nhai hết nổi rồi, đi ép uống cho lẹ. Quá trời bự luôn á. Phải sơ cái thùng sạch chứ. Chào cả nhà. Mình bữa nay gái mình đòi ăn mà gà hấp mía đâu. Rồi bữa nay mình làm thử rồi đó, giờ mình chưa từng ăn nha cả nhà. Bữa nay làm thử nha. Giờ bắt đầu là gà mình bỏ vô đâu mình ướp nè. Giờ bắt đầu mình chả nghệ nha. Chả nghệ mình ướp gà. Nghệ này là nhà của mẹ Hương trồng luôn nè. Trồng nhiều cái lắm luôn. Để dành rau bao tử đó mình uống nè. Bắt đầu ướp gà nha cả nhà, ướp cho nó thấm nha. Cái ướp nghệ đó, ướp nghệ thiệt rồi đó, ướp nghệ gà đá, nó ướp nghệ. Gà uống quá chừng luôn mẹ. Gà này mẹ bắt hồi tối đó hả? 2,5 kg nè. Gà 2,5 kg nữa, con thấy mặn xong chắc cũng còn có 1,5 kg mấy hả? Cũng còn 2 kg à. Tối mẹ mặn nè. Giờ bắt đầu ướp muối nha cả nhà. Gì nữa mẹ? Miếng bột nêm. Nêm. Mình có cho đường không mẹ? Không. Vì mía rồi. Rồi đợi gấp miếng tiêu nè. Ăn luôn rồi muội luôn. Giờ tới mình gấp mía nha cả nhà. Mía giờ mình để hơi nữa, mình để vô con gà. Rồi thôi. Không? Lúc đầu mình chẻ mỏng ra, bỏ mắt. Nè, bắt đầu mình chẻ mỏng mỏng nè. Giờ bắt đầu mình lót nè cả nhà. Lót mía nè. Giờ nó xả lên. cho bắp nâu vô. Cái này là giống như mẹ thích thì mẹ cho thôi mẹ, chứ con bình thường cũng thấy thích thì cho vô cho nó ngon gì đâu. Thích ăn bắp à, gà không nó ngán. Rồi bây giờ mình để gà vô ăn cả nhà. Đây à, dừa quá. Dừa không mẹ? Dừa. Rồi cái nào quá bự. Gà quá ú luôn. Gà dị vô. Rồi giờ bắt đầu vô nước mía cả nhà, chỉnh chén mình vậy thôi nha. Đây rồi cả nhà, mình bắt bắp ra lên cho nó nhanh lẹ, cái gà này bắt đầu đậy lên nha. Gà này hấp cỡ nhiêu phút là chín nữa? Gà tơ này nó mau mà. Mau là cỡ nhiêu phút nào? 2 phút không? Hả? Bao nhiêu? 2 phút không? 2 phút à? 2 phút xuống nhăn. 15 phút. Gà mà 2 phút. Lắp này này phải không ta? Muối nhiều quá nó mặn ngay cả nhà. Miếng đường ngay cả nhà. Cái chân đá luôn. Đâm thằng bánh canh luôn. Mình sẽ mua tỏi mới. Về cà. Nó không át mà nó lủng cái thọ. Rồi bây giờ mình làm này nha. Đó, chị ba nãy giờ chị ba làm nước chấm phải không chị ba? Ừ, nước chấm. Chị ba làm tới đâu rồi? Vậy bắt đầu mình ăn chanh. Nhìn cũng khá là hấp dẫn. Cái này là có gì vậy mẹ? Trái được không ta? Tỏi, ớt, lá chanh, muối, đường. Mẹ cho nước cốt chanh vô hả mẹ? Trái được không? Mẹ thích ăn chua nhiều, mẹ cho nhiều. Nhiều thôi, nhiều quá chua lè hết ăn à. Rồi cá. Cho vô sữa. Nhiều sữa vô đi cả nhà ơi. Được đó cả nhà ơi. Này hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Đây coi bộ chắc chắn không đủ. Rồi cả nhà chín rồi nghe cả nhà, giờ mình dỡ ra xem cả nhà. Thơm quá mẹ ơi. Giờ bưng ra ha. Hấp nãy giờ chắc cỡ 1 phút thôi mẹ. Dữ vậy? Mẹ xăm thử coi con. Mềm dữ rồi, mềm dữ rồi, mềm dữ rồi. 20 phút rồi mềm dữ. Không có cháy khét gì đâu nè. Thơm quá trời. Là uống hết sức rồi nè. Thấy cái này mềm không? Mềm. Đây. Ngon lắm. Rồi bây giờ bắt đầu dở cái ngay cả nhà. Chính rồi nè. Lấy gì đâu chứ. Đũa không có. Thơm mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ ăn gà hấp mía đúng không? Thơm mùa mía bắp chứ. Món này rất là hot ở Sài Gòn nha. Thơm mùa mía mà bắp đấy. Có cho thơm rồi, để con lấy cho. Lấy đi. 5 9 giữa lấy. Để con lấy cho mà yếu nghề dữ. 5 9 giữa. Nó lụn lụa. 5 9 giữa. Con này nặng dữ ra. Lắm dữ vậy đó chứ uống dữ lắm. Wow. 5.000. Quá ngon, quá ngon. Ngon chưa? Có nước mía nó ra. Thơm quá. Ăn với rau răm nha mọi người ơi. Cho thơm nó mùi thơm. Rồi á, dưa leo nè. Nước chấm nè, cho ăn ra cái dĩa chấm rồi cho ngập cho ngon nha. Còn hai bà con mập gà quá ngon. Gà này quay là hết sảy luôn. Thơm quá. Có nước mía thôi. Thích ăn bắp non giảm ăn. Nó thơm ngọt 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 ha. Mời cả nhà, giờ gà mình chín rồi, giờ ăn với hai mẹ con của mình nghe cả nhà. Rồi. Mẹ khai trương đi. Nóng quá sao con xé này. Hai để con xé. Ôi, từ từ. Con xé cánh trước rồi nó à, nó còn hơi nóng. Đúng rồi. Ừ, xé cánh trước. Nó nóng quá. Vậy lấy kép cắt. Thơm không? Nóng. Cái đùi nước đó trời này. Để xuống đấy. Mày có thấy cái đùi này là coi như là đúng bài luôn nè. Để rửa sạch nha. Cái còn nóng lại em chảnh nhậu em. Đợt này con rể về cho nên là mẹ làm gà cho ăn liên tục nha mọi người ơi. Đây. Trời ơi, Hương sao màn hình mà Hương thấy thèm nữa nè. Đây nè. Ngon chưa? Ôi, hấp chín mà còn nước luôn nè mẹ ơi. Ngon ha. Ngon mẹ à. Quá trời ngon rồi. Cánh này. Mời mẹ một cái đùi ra nè. Đây, mẹ ăn cái đùi này đi. Cánh này kìa. Để con xé con xé sao con xé sao. Ăn ngả nào cho hết cái đùi đây cả nhà. Ăn ngả nào hết, ăn mà túi là ăn xong là túi ngủ mơ cái đùi luôn. Cái cắt ra đi. Trời, con gà ngon nhất cái đùi. Đúng rồi. Nó thơm. Đâu, hai người đưa hai cái đùi lên coi, mời cả nhà ăn gà hấp mía với gia đình Hương nha. Mời bà con cô bác ăn gà hấp mía nha. Rồi mời cả nhà ăn gà hấp mía với mình đi cả nhà. Này. Mặn thế tía. Này nước này gọi là nước muối ớt ha. Muối ớt, chanh. Đường ngọt. Rồi, ăn cả nhà ơi. Ngon. Sao? Ngon. Ngọt ha. Ăn nhiều dưới này nó mới không ngán nha cả nhà. Vô đây em yêu. Chấm con gà lại chấm ngập như thế này nó mới ngon nè. Cay lắm. Cay không? Nước chấm cay không? Cay, ái ăn được. Thịt nó ngọt ngon hơn gà mình nó nấu cháo rồi. Đây thịt nó thơm, nó ngọt, nó thơm. Nó thơm mình ngọt. Có nước mía ra. Tức là bây giờ không phải là nó ngọt kiểu ngọt nước mía đâu, nó kiểu nó thơm của cái thằng nước mía nó vô á. Tức là nghe cái mùi của nó gọi là cái mùi nó ngọt á, chứ không phải là cái thịt nó ngọt mà là cái mùi của nó ngọt. Mẹ ăn bóc tay đi, mẹ thấy ăn đũa thấy khó khăn. Nóng quá. Nóng. Cái này được coi bia mình nhậu. Bạn uống bia không? Con uống đi. Lấy bia vô uống nè. Coi bộ mẹ thích món này rồi đó. Thơm ha. Đây cả nhà, dưa leo ha, rau găm, bắp non. Cái chấm này cái muối này là ngon nhất này. Làm cái muối này ngon lắm. Cái đùi bé hơn nữa ăn rồi ngán rồi đó. Ăn hết vô rồi. Kiếm xương này. Cái này thịt rồi. Quá cho thiệt luôn. Ui cái đằng ăn cái đùi bây giờ là cái này là ức. Ức con gà. Nóng lâu dữ đâu. Gà nóng lâu của em. Giấc em. Thịt gà sáng. Có thớ rồi. Con gà này thịt có thớ ngon quá. Ngon lúa này. Chưa. Nước chấm sánh đặc. Như nhầm lùm. Không có miếng giấy rồi. Sợ ăn kiểu cái bằng ăn bốc. Chị ăn bốc. Cái thịt bây giờ nó ngọt quá. Ừ. Cả nhà ơi, món này con gái mình kêu mình làm, mình cũng không biết nữa, mới làm ăn thử mà cả nhà ơi, nó quá trời ngon cả nhà ơi. Rồi xin chào, bye bye.